Hôm nay trời tiết đẹp quá vời, nhưng mà chiều giờ 6 giờ mà trời còn nắng. Nắng là thôi mình đem miếng ốc, miếng sườn heo ra mình nướng thôi. Bữa nay mình không có nướng bữa nay mình không có nướng cái lò gas, anh chị, lò nướng bằng gas nha các bạn. Bữa nay mình nướng bằng cái lò than, giống như than Việt Nam mà mình nướng cái lò than này mà. Mình bỏ than lên đây rồi mình giờ mình bỏ than lên ha. Than này giống như Việt Nam mà nó miếng thịt nó ngon hơn. Đáng lẽ là có cái đầu mồi bằng ấy, nhưng mình giờ mình hết rồi, mình mò bằng cái cục xe này mà. No one's gonna come to our barbecue, just us? Just us, yeah. Fine. Daddy, watch out from the fire! Cái này là lò lớn, cái lò nướng này thông thường ở Mỹ nha các bạn. Nên thì nướng nó bằng ga cho các bạn, mở ga. Bình ga nằm dưới này. Bình ga. Này nướng bằng ga nhanh lắm, nhưng mà mình thích nướng bằng cái kia hơn các bạn ơi. Cái kia nướng nó than nó giống như Việt Nam vậy. Ngon hơn. Bây giờ trong thời gian mình chờ than than nó cháy nó khô mình đi coi miếng cái táo của mình với mấy cây lê của mình coi bông sao các bạn. Cái cây này là không phải cây lê nhưng mà cây nó lâm, nhưng mà không biết nó là gì, cái gì không biết các bạn ơi. Các bạn coi cái bông đó nè, bông nó mỗi cây mỗi mắt nha, mỗi mắt là mỗi bông, bông không là mỗi mắt bông dữ lắm. Mà cây này ngon lắm nha, ngọt hay là cái cây trong cây này đi dạo vườn rau này, rau bên kia sao thì mà cải của mình nó lớn mình ăn được rồi. Này rau của mình là rau cần mình cắt thành khúc, con này rau húng lủi lông dấp nhiều lắm nhưng mình cắt bỏ quá các bạn. Cải con á, cải xanh con á. Để cắt được rồi đó, để thôi là nó lên ngồng á, có bông rồi đó. Cái gái này là ăn salad nè. Ngon lắm ha, dạ. Được hết rồi. Lớn hết rồi. Cái này cái salad nè, salad Mỹ nè. Lá tím, lá xanh nè. Thì mình ăn cho ngọt cho nó thưa ra. Nó lên chứ để dày quá nó không có lên. Mình ăn hết cái đó mình nhổ lên rồi qua bên đây, nhưng mà tới bên đây nó lên rồi, bên đây mình ương vào cái hộp cải mới này. Đang ăn mà hớp bên kia là bên đây nó lớn mình cho nó kịp ăn. Còn bên đây rau muống. Có cái lá này bảo đảm Việt Nam các bạn không có nè. Lá này ở đây kêu rau chua mà không biết nó là Việt Nam kêu bằng cái gì nha các bạn. Cái này nó chua, ăn hơi chua giống như lá giang Việt Nam mà ăn bánh xèo đồ á, có rất là ngon mà. Lá này nó kêu lá chua mà không biết cái tên gì các bạn. Cái cây này là sống quanh năm luôn á. Mùa đông á thì nó nóng lên và có than các bạn. Cái này là cái
Việt Nam kêu bằng cái hồng giòn. Cái hồng giòn các bạn. Hồng giòn của mình một lần này. Mua hai cây mà chết hai cây. Còn mấy cây táo của mình đây nè, nó bông Việt Nam thôi. Táo này của mình chắc được 6 năm, trồng chắc được 6 năm. Bông quá trời bông. Cái này là cây lê nè, mới trồng năm rồi, cái này được 2 năm mà, cây lê. Còn cây táo này là cây táo 5 loại trái ghép các bạn. Cái cây này nó ra 5 loại trái, 5 nhánh. Nó ghép 5 nhánh này 5 loại các bạn, bông á. Mốt trái, mốt trái các bạn thấy không, quần cây luôn á. Bông đầy cây luôn. Cây này cũng táo, cây này rất là ngon, cây này rất là ngọt. Còn cây đó thì hơi chua, cây ghép nó hơi chua. Cây này trái nhiều lắm. 5 loại trái khác nhau ạ. Còn cây ngoài kia cũng là cây plum không? Không, cây đó là cây táo luôn. Cây táo luôn, táo luôn. Khác loại táo, mỗi cây khác nhau. Trồng nhiều đủ loại lắm, nhiều loại táo lắm. Cái này là cây lê nè. Lê này cũng rất là ngon, trái đu bự bự. Lê này là lê Mỹ. Cũng có vườn nho nữa nè. Nho này nó làm rượu à. Nó làm rượu trái trái dữ lắm. Năm rồi nhưng mình hái cũng được hai thùng á, làm rượu. Hái làm táo. Táo này là táo đỏ nè, nó là ngon. Này táo đỏ. Bông quá trời bông. Đây là cái đào. Lê mà giòn lắm, cái kia cái gì kia 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 đào. Mà nó vừa chín hung á, vừa chín đập trái xuống á, ăn rất là giòn. Giống như Việt Nam ta nói giống như cái ổi á, ăn giống như cái chanh vậy đó. Cái lê. Bên đó cũng một cái lê mà trái tròn rất là ngon. Bên này là cái táo này, táo đỏ red up over red rất là ngon. Còn phía bên dách này á là nhà trồng đậu que dưa leo, nhưng mà giai hộp cây hộp giống rồi nhưng mà chưa có trái, chưa có lên. Cái này táo cái này là cái lê tàu ngay ra bông quá trời. Lát mình nướng xong thịt á thì mình có thể đem lên trên ngồi ăn, hoặc là ngồi dưới đây thì có thể là hai con mực và hai con mực thì vợ em ốp nghệ gì thì có miếng sườn heo à, sườn heo với miếng tôm giống như bơ với ớt hay gì đó vậy thôi à. Tôm này để đầu mà con tôm nè. Bây giờ mình tiến hành mình nướng thịt trước, thì thịt nó lâu chín chín nè, mình nướng thịt. Cái này mình lâu ngày mình xài mình phải chà cho nó sạch, chứ mình bỏ miếng dầu lên mình chét cho nó sạch nha. Mà đầu tiên mình nướng cho nó cao cao thôi, tại vì thế này nó tử than này hơi nóng dữ lắm. Nướng cao cao cho thịt nó chín đi rồi muốn hạ thấp xuống thì hạ. Nhưng mà cái than này là than của cái cây các bạn, than của cây chứ không phải than đá nha. Than này là cái cây nó đốt ra giống như Việt Nam vậy đó, natural, chứ không phải bằng than đá đâu. Để cao cao cho nó chín đi, cho nó rút cho nó chín đi, đừng để thấp quá nó háp ở ngoài nó không chín. Ngoài nó chín nhưng mà trong không chín.
bọc mình đem lên đây ăn nè. Hai bao à? Chó hay là bao à? Hai bao à? Không mình rồi. Đi ngoài nước hết trơn này. Hi Tyler. Tyler say hi. Tyler. Nhiều mực chín với tôm chín. Tyler. Tyler. Ngon không con? Tyler. You don't want shrimp? Mm. Okay, how about sweet? Bằng mực không? Cái này ăn nha. Gắt tôm đi. Xài với lại món rước. Món này mực với lại tôm nướng. Hay là nó cũng ăn được tôm, nó cũng ăn được mực. À, quay cho thấy bà. Quay tiếp tục. Cái này là barbecue đầu mùa nha các bạn. Nè, mực nướng nè. Cái giòn á. Nãy trên nướng có một chút bỏ một chút nghệ với lại muối với tỏi. Muối với tỏi. Hay là slow down ta là. Ăn hay là nó không ăn được mực nữa nè. Cái giòn. Thank you.